Xin kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Nam Bộ chiều nay sẽ tiếp tục nắng nóng ở nhiều nơi, trong khi đó Bắc Bộ thì lại có thời tiết đẹp. Như là tại thủ đô Hà Nội, hôm nay không còn mưa nữa, trời khô ráo, gió ngừng thổi, nhiệt độ tăng thêm khoảng 3 độ so với ngày hôm qua, đem lại tiết trời ấm áp và dễ chịu. Thậm chí trong chiều nay, tại thủ đô Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng và một số nơi khác sẽ hửng nắng, các nơi còn lại không có mưa, nhiệt độ tăng lên ở mức là từ 24 cho đến 27 độ. Riêng Điện Biên Phủ có lúc có mưa rào vào khoảng là 30 độ. Còn ở miền Trung, thời tiết chiều nay vẫn chịu tác động của không khí lạnh. Khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa dự báo nhiều mây, có lúc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa trên 40mm. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, mưa sẽ giảm dần. Còn với khu vực Tây Nguyên, thời tiết vẫn ổn định là nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa là 33-34 độ. Riêng Đà Lạt thì sẽ vào khoảng là 27 độ. Còn ở Nam Bộ, dự báo chiều nay sẽ là thời điểm nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ từ miền Đông xuống đến miền Tây đều cao, ở mức là 35-37 độ. Riêng có Đồng Phú và Biên Hòa thì thậm chí còn lên tới 38 độ. Cái nóng bao trùm xuống tận mũi Cà Mau và Phú Quốc với mức nhiệt là 33-34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa chiều nay trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng là cấp 4, cấp 5. Còn huyện đảo Trường Sa, gió cấp 4, trời có mưa dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và cuối cùng là dự báo thời tiết cho một số thành phố trong chiều và đêm nay.